Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ gửi đến mọi người một trận đấu 2v2 ở tổng 20 năm này nhé. Mọi người cùng xem. Trận đấu này với mình thì là hai tài khoản 20 năm, bên kia thì là tài khoản 25 và tài khoản 28 cực kỳ là mạnh. Tài khoản 20 năm kia thì là mới đổi chủ, tên cũ là Gome nhé. Thì điểm kỹ năng thì cũng 17 gì đó và max 20 năm. Ở đây chắc là có lẽ là chủ tài khoản mình là yếu nhất thôi. Tuy nhiên là trong việc 2v2 thì với cái tài khoản yếu hơn một chút thì nó sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nên mình nghĩ là vậy. Chủ yếu là về mặt chiến thuật bên nào tốt hơn, kết hợp nhuần nhuyễn với nhau hơn thì mình nghĩ là sẽ giành cái lợi thế nhiều hơn. Rồi, ở đây thì với cái việc này điểm kỹ năng không thể ra biển triển khai nếu mà không xây không biết chân điện thì là bên mình đã triển khai bằng cách không biết chân điện trước, vậy là cái tốc độ ra lính sẽ chậm hơn. Tuy nhiên ở cái map này, ai mà chơi 2v2 nhiều ở map này sẽ để ý là trên khu vực đồi này hình như là không có hộp. Mình cũng đã thử khá là nhiều lần rồi và trên đây thì không hộp, vì vậy là cái việc ra lính nhanh hơn nó sẽ không giải quyết được vấn đề về tài nguyên, mà cái việc ra tàu một nhanh hơn thì nó mới là thực sự khiến cái trên nền tài nguyên của cả hai bên được gia tăng. Ở đây thì lúc này bên địch đã xây hai nhà tàu và có cái chống hạm, bên mình thì lúc này anh mình chưa xây chống hạm. Đây là một cái mình thấy là hơi vội phải, vì nếu mà quân địch cho tàu một qua đấy thì bên mình cũng sẽ mất thời gian chống đỡ, và cái chống hạm thì trước sau gì cũng phải xây thôi, mình nghĩ là như vậy. Vậy thì một con tàu một qua để dò vào khu vực nhà tàu quân địch, và mình hiện bắt đầu sản xuất con tàu hai đầu tiên rồi. Bên mình cũng là cái điều tương tự như vậy. Ở bên phía đồng minh mình thì nhanh hơn một chút, đã có con tàu hai đầu tiên. Đây thì là nhà khác thì có lẽ là cũng sẽ chơi hai nhà tàu thôi, vì đây là cái map này đánh tàu là tối ưu nhất. Khi mà đi trên biển thì cũng khá là gần, trên bộ khá là gần, tuy nhiên là không thể sang cover cho đồng minh được nếu mà đánh bộ. Còn với xanh mà đánh máy bay ấy, chắc chắn là sẽ rất là khó khăn rồi. Với cái việc là Ali có cái hệ thống phòng không cực kỳ là mạnh, vậy là máy bay nó cũng sẽ khiến bên xanh khó đi tấn công hơn. Còn với bên đỏ thì là cũng sẽ chơi Ali thôi và nó dễ. Thì là nếu mà gà bộ bị quân địch đẩy biển thì cũng cực kỳ là khoai. Thì là nhà hầu hết gần biển mà phá hết sau đó để nấn ở trong, xây lại trong đây hồi phục lại cũng sẽ rất là mất thời gian. Vậy là các tướng dường như là có một cái luật định ngầm với nhau, đó chính là map này hai bên sẽ solo biển. Rồi đây thì mình sẽ cho thời gian nhanh hơn một chút thôi. Nhà bên này thì mới lên trung tâm chỉ huy cấp 3, không rõ lắm. Mình nhìn trung tâm chỉ huy của bên xanh chưa quen lắm, đây có lẽ cũng chỉ là cấp 3 thôi, mà với nắp trung cấp thì là hơi thọt, vì đây là một trận đấu biển, sẽ đánh về lâu về dài đấy. Vì vậy là cái việc mà chơi tầm 6-7 trung cấp là cái điều phải có đến từ cả các bên để có một cái lượng tài nguyên ra ở vững nhất. Bên đây thì đã xây được hai xưởng, nên được hai xưởng tàu cấp 2 rồi, bên mình cũng là điều tương tự thôi, vì là tốc độ lúc này cũng đã xem nhau, không bị chênh lệch quá nhiều. Bên mình cũng đơn cử là như vậy. Tại thì vẫn chưa có một cái nước đi nào đến từ cả hai bên cả, chỉ là những pha dò nhà rồi cũng như là trinh sát nhà đến từ phía bên mình thôi. Bên địch thì cũng có mấy con tàu một cực kỳ là khó chịu đang đi vào khu vực nhà mình để trinh sát. Tàu một cỏ xanh là một cái đơn vị vừa rẻ vừa mạnh, nó lại còn đem lại một cái sự hiệu quả cực kỳ là lớn nếu mà dùng một cách chính xác. Tất nhiên là về cái giai đoạn sau trận đấu thì nó sẽ không mang cái tính tác dụng quá nhiều nữa, nhưng mà ở cái giai đoạn đầu khoảng tầm 15 phút đầu tiên ấy, thì có rất là nhiều cái có thể áp dụng và sử dụng với những con tàu một của bên xanh. Còn tàu một bên đỏ, ngoài cái việc nhặt hộp ra thì dường như là nó khá là phế, vì là cái việc đặt mìn ấy, thì là đảo cũng ở đánh tướng thì những cái map mà rộng ấy, ở biển ấy, thì mới đặt mìn thôi, còn những map này chắc chắn là không thể đặt mìn được rồi, vì là khi mà đưa tàu một ra giữa đặt mìn thì sẽ bị ăn đạn ngay. Đây thì hai bên bắt đầu triển khai cái việc dàn quân. Bên đồng minh mình thì chưa dàn quân phải, có lẽ là đang có xu hướng là kéo quân sang khu vực nhà mình để cùng úp về nhà. Bên xanh này thì bắt đầu tấn công vào nhà mình rồi. Đây là một cái động thái hơi vội thì phải, khi mà chưa có sự chính xác và tàu ít hơn. Đây là một sai lầm. Thì chủ mới của tài khoản
25 ấy, thì chơi xanh chưa được tốt. Và đây có lẽ là bên 25 thì theo như mình nghĩ là vậy. Thì là cái việc đi quân như thế là không thực sự là hay, mà là một cái sai sót lớn về mặt chiến thuật. Nhiên ở đây thì được đồng minh sang hỗ trợ gần với cái sự có hái cực kỳ là khủng. Đây có lẽ là cát thì phải. Chúng bắt đầu có những pha đấu tàu solo hạm ở đây, tàu ở đây. Nhưng bữa nay mình lại không để tàu ra solo thôi. Một pha gọi là hơi chậm trễ thì phải. Và bắt đầu lúc này thì bắt đầu cho tàu ra đây để tấn công ở khu vực này. Lên thẳng trung tâm chỉ có 4, tuy nhiên là cái lượng tàu ở nhà 2 thì lại chưa có quá nhiều. Ở nhà 3 chưa có quá nhiều, đây là một cái mà mình nghĩ là hơi vội. Rồi lúc này thì là bắt đầu solo tàu, hai bên chỉ là cân thôi. Bên xanh kia do đồng minh đánh chưa thực sự là tốt nên mới xảy ra một cái lỗi. Chứ không mà ra quân đều đều ấy, thì có lẽ là bên mình sẽ thua khá là sớm ấy. Nhưng mà bên cáp mọi người thấy là dường như là nó cân bên mình, cân cả hai nhà mình luôn, gần như là như vậy. Nhất là về điểm kỹ năng thì nó cũng tăng cho Viking khá là nhiều sát thương. Nhưng mà điểm kỹ năng của cáp mình nghĩ hình như là tầm 18-19 nhiều rồi phải. Đấy. Và với 18-19 thì là điểm kỹ năng tấn công tàu nó chênh với mình khoảng tầm 4-6% gì đó. Và ngoài ra cái lượng giảm sát thương nữa, cộng với cái việc là Viking nó mạnh hơn Ali thì cái lượng sát thương nó gây ra nhiều hơn là khá khá đấy. Bạn nghĩ 4-6% thì nó không, nghĩ qua nó không phải là nhiều lắm, nhưng mà 4-6% trên một con tàu, và khi mà chừng 10 con thì nó hơn bao nhiêu ạ? Đấy thì các bạn có thể tính ra là cái việc nó cộng dồn nó hơn cực kỳ là lớn. Vậy là mình không thể khinh thường cái con số này thấy được. Một chút điểm kỹ năng nếu tác động cực kỳ lớn đến một cái trận đấu trong một số tình huống cụ thể, còn trên phương diện phần lớn trận đấu thì là nó sẽ không bị tác động quá nhiều. Này đây thì tuy nó có 4 tàu nhưng mà nhận thấy là đi hơi quá xa nên anh mình đã lui về. Mà đứng này thì lại gần quá nhà địch rồi. Nếu mà cái hạm này xây xong con địch bút theo phong thủ chắc chắn là những con Ali bị ăn đòn. Mình nên công thì công hẳn, không thì nên rút quân về. Ở bên kia thì bắt đầu ra được con tàu 3 đầu tiên rồi và đang có cái chiều hướng là tấn công ở phía bên nhà mình. Ông mình thì đang có một lượng Ali tụ tập rất là lớn, chưa có định tấn công hay là làm một cái điều gì đó thì phải. Bên mình với 3 nhà tàu thì anh mình đang sản xuất liên tục, tuy nhiên là với 3 nhà tàu cái lượng tài nguyên của 6 trung cung cấp nó cung cấp không được đầy đủ lắm nếu mà mình không bút thêm tổng số sản xuất hay tổng thêm tài nguyên. Đã tiếp tục là thủy chiến cực kỳ gay gắt đến một cái bên. Bên kia thì bắt đầu cho con tàu 3 đang tấn công vào cái xưởng tàu bên mình. Rồi một vài kinh rất là trâu bò luôn, có thể thấy. Rồi, ngay lập tức thì phải đưa tàu 2 ra để có thể tấn công con tàu 3 này. Tiêu diệt đi nó là cái điều tốt nhất để tránh cái trường hợp nó tiếp tục đứng từ xa cầu vào cái xưởng tàu bên mình. Rồi bắt đầu đồng minh bắt đầu có một cái hướng đi quân là đánh vào cái mạng phía sườn này của bên địch, tuy nhiên ở đây thì đã có quân đồng minh để hỗ trợ. Và cái lượng quân của đồng minh mình sẽ sớm bị tiêu diệt thôi, khi mà tuy đây là 4 con nhưng mà bên đây thì quân ra liên tục. Ông đã cố gắng tấn công vào cái xưởng tàu cấp 2 này, mình nghĩ là có khả năng sẽ phá hủy được cái xưởng tàu cấp 2 này đấy. Nhưng mà cái lượng sát thương như đang là khá là lớn. Bên kia thì bắt đầu ra máy bay đến từ bên Sang Dương. Mình nghĩ đây là một cái động thái máy bay này có thể cố để ở nhà thôi, chứ thực tế mà đi tấn công vào những con Viking này, Ali này, nếu mà nó được số lượng lớn thì những con máy bay nó sẽ khá là phế. Đây thì bên này cũng bắt đầu ra thêm cả những con rớt để kéo sang đây tấn công rồi vào nhà mình rồi. Mình dùng một cái tháp pháo để phòng thủ thôi, và cái tháp pháo này mà đứng trước 3 con rớt thì nó sẽ bị rụng ngay, còn 2 con thì chắc là có thể sẽ đổi hòa được. Vâng, bên mình anh mình đang bút tem tấn công trung bình rồi, bỏ xa mình thấy lại bắn không tới cái con rớt kia. Mọi người thấy là cái lượng sát thương mà rớt gây vào cái tháp pháo của mình và cái lượng sát thương mà tháp pháo trả lại là chỉ là ngang nhau thôi, không phải là quá nhiều. Và một cái tơn đi quân, số lượng quân không phải là quá lớn, vì vậy là sẽ không thể gây được cái thiệt hại nào đáng kể cho mình.
Rồi, còn bên mình thì chỉ tụ tập quân đây thôi, không đứng quân trước nhà. Nhưng mà cái lượng chống hạm của bên địch là xây khá là gần, nếu mà đứng đây bị kích động một chút mà nó lao vào cái chống hạm kia thì sẽ bị lỗ rất là nặng. Đây thì mình đến đâu đó một vài đường nhỏ nhỏ là máy bay bên kia cố rỉa và như mình. Thế như mình đã nói, máy bay bên xanh ra như thế này thì chỉ có khả năng cố rỉa thôi. Còn nếu mà để mà tấn công vào phụ đam bên những con tàu ấy, thì nó sẽ rất là khoai. Ở nhà mình thì là cũng chỉ có một phòng không thôi. Đấy. Sẽ hai phòng không thì nó mới có khả năng để sát thương đáng kể lên những cái con máy bay này. Mọi người thấy đó, cái hệ thống phòng không của những cái chống hạm này nó cực kỳ yếu, nhìn cái đạn đường đạn bắn luôn, trông nó không có cái sự nực ở trong đấy rồi. Đây thì bắt đầu dàn quân vị trí này đến từ phía anh Minh, nghĩa là đồng minh mình nên dàn quân đây. Anh mình đang cũng đang ping để đồng minh mình ra dàn quân và có thể ốp vào nhà bên xanh này. Bên kia thì có tàu 3 và tàu 3 búp tem lên thì có thể nhìn thấy cái phương tàu đường bên mình. Vâng, bắt đầu tấn công đến từ phía bên anh mình và đồng minh. Đây thì đồng minh địch cũng có một cái đội tàu ở vị trí giữa này, luôn luôn đứng ở đây. Thứ nhất là để có thể thủ cái khu vực giữa này để tránh bị nọt quân, và thứ hai đó chính là công thủ cho cả hai nhà đều rất là dễ dàng. Ở trên đây thì là cái lượng tàu vượt trội hơn thì bên mình đang chiếm lợi thế, tuy nhiên khu vực dưới thì là cái lượng tàu quân địch lại vượt trội hơn. Bên trên thì là quân địch có các cái cơ sở làm ăn và sản xuất quân, sản xuất tàu, vậy là nếu tấn công vào đây được thì là bên mình đang có lợi hơn một chút. Còn khu vực dưới này thì là để di chuyển quân lên rất là nhiều thời gian, và đặc biệt là bên mình có quân sản xuất ra liên tục nữa. Đấy, còn số lượng ali bên trên khá là lớn. Rồi cái khu vực bên trên này của quân địch dường như bị cắt sạch gần hết rồi, và bên mình đang cố gắng tấn công nước vào những cái sườn tàu còn lại. Sườn tàu của mình đã bị phá hủy hoàn toàn rồi, và ở đây thì còn hai cái chống hạm, hai cái chống hạm này thì cực kỳ là trâu đấy, đặc biệt là có phụ đà vẫn từ Viking của đồng minh nữa, rất là khó khăn. Và lúc này thì là cái tấn công này dường như là đã sắp ngã ngũ rồi, khi mà bên mình đội quân đã hết và bên địch cũng gần như là vậy, đang cố gắng phá hủy thì cái trung tâm chỉ cấp 3 này, cấp 3 hay cấp 4 gì đó, mình nghĩ là cũng cấp 4 đấy, vì là bên mình đã lên 4 rồi mà. Tuy nhiên là đã không thành công khi mà có một chút máu thôi. Đấy là cái việc tại sao ở đánh tướng người ta thường phải tối ưu hóa cái lượng máu giáp của công trình, ngoài cái việc là những cái tác dụng của công trình như ra như là nhà lính, tác dụng của nó là gì, là tác dụng chính là sản xuất quân. Tuy nhiên là máu giáp là cái cũng rất là quan trọng, và trong một số cái trường hợp sẽ nuôi ra dụng như là việc là lấn nhà chẳng hạn, hoặc là bị lấn nhà đấy, là có thể nuôi ra thử lại trước cái hệ thống của quân địch. Đây thì hai bên đồng minh và bên mình vẫn cố gắng tấn công ở đây, nhưng mà đây là mình nghĩ là một cái tôn rất là sai lầm đấy, khi mà bên đây đã có cái hệ thống phòng thủ cũng như là có quân đồng minh kéo sang thì cái việc bên mình có thể tấn công vào sẽ rất là khó khăn, nên giữ quân lại thì hơn. Rồi, đang cố gắng phá hủy đi cái chống hạm của quân địch. Bên một con tàu này mình không để ý được phải. Đó, nếu mà nó bắn vào cái chống hạm thì đã có thể tự phá hủy được rồi, mà lại bắn trở sang Viking, như vậy là Viking vẫn còn sống và nó lại không bị tiêu diệt, trong khi nó chỉ còn một chấm máu thôi. Ở lúc này thì bên mình đã hết sạch quân đến từ cả mình cũng như là đồng minh. Ngược lại thì bên đây cũng bị phá hủy khá là nhiều công trình ven biển. Tuy nhiên là nhà đồng minh của địch thì vẫn có một cái khả năng ra quân ổn áp, và đặc biệt đây là một tập 28 thì là cái khả năng phát triển sẽ mạnh hơn. Đây thì con địch cũng lại tiếp tục cho rớt và lính một kéo sang nhà mình, và muốn sụn khá là nhỏ giọt thế kia thì mình nghĩ là sẽ không làm được cái điều gì quá là lớn đâu. Vì vậy là đây một cái nước đi mình nghĩ là không thực sự là hay lắm. Còn bên địch thì cũng đã bắt đầu dùng V2 để tấn công vào cái một nhà mình, có thể thì các cái hệ thống công trình
Đây thì như mình đã nói từ nãy rồi, chỉ có một cái phòng không thôi, vậy là rất là khó khăn. Tuy nhiên là chỉ cần đảo qua cái khu vực tàu 2 mình đang đứng thôi, thì con địch sẽ bị lập tức là bị bay màu rất là nhiều các cái đơn vị quân. Mình nghĩ là nên xây hai cái phòng không ở nhà thì sẽ đẹp hơn khá là nhiều. Lúc này thì lại một pha chỉnh mảng trong việc điều quân lên từ đồng minh mình, khiến nó tự động lao vào cái đám Viking này. Có cái số lượng Viking là ngang với Ali nhưng mà quân địch lại rút quân, có lẽ là nghĩ là bên mình nhiều quân hơn thì phải. Quân vào đây sâu vào khu vực trong này thì có cái hệ thống phòng thủ là những cái con những cái hệ thống chống ngầm. Đây là một pha đi quân rất là lỗi đến từ đồng minh mình, làm hai con Ali này bị thiệt mạng. 600 tài nguyên ra đi, 640 tài nguyên, chính xác là như vậy. Ở nhà thì vẫn không có động thái ra bất kỳ một loại quân nào khác cả, ngoài cái việc chơi phun biển ra, chỉ là phun Ali và Ali thôi. Khi mà bên đây bị phá hủy các cái xưởng tàu ấy, thì cái việc hồi lại cũng sẽ mất một chút thời gian, và trong lúc đó thì bên mình ra phun quân thì tấn công vào có thể sẽ lại có lợi thế thêm ở khu vực này nữa. Hiện tại thì đây đang trong cái giai đoạn sóng yên biển lặng. Vâng, ngoài thì mình đã xây thêm một phòng công nữa nhưng mà cái thời gian xây nó hơi muộn một chút và tiếp tục bị phá hủy đi hai phòng công. Tuy nhiên là cái lượng quân của quân địch bị mất cũng là ngang, cái lượng tài nguyên không bị lỗ. Còn lại một số lượng Ali khá là lớn được sản xuất ra đây. Đây mình lại thấy một cái nháy đỏ gì đó nữa. Tiếp tục dàn quân và có cái định là tiếp sẽ tấn công vào đây lần thứ hai. Vâng, một khoảng lặng nhẹ trước cơn bão giữa đến từ cả hai bên. Còn một cái công trình gì đó được xây ở đây thì phải. Bên đây thì lúc này đã xây thêm trung đông cấp là 7 cái, so với lúc đầu chỉ có 5 cái thôi. Nhưng mà 7 cái này mình không biết xây nên từ thời điểm nào, nhưng mà có vẻ là khá là muộn đấy. Cái khu vực trên đây thì được phòng thủ rất là ít, vì vậy cho lượng Ali và đường lùa vào đây nó rất là nhanh chóng đã cắt đi một cái chống hạn. Và bên đây thì là khả năng phòng thủ tập trung chiếu khu vực này thôi. Vì vậy là cái việc phòng thủ trên đây khá là ít. Bên mình chỉ cần để khoảng 3-4 con Ali ở đây để phá hủy được các công trình khu vực này thôi. Còn lại nên điều cái xuống dưới này để ôn in vào khu vực giữa này. Khả năng ra tàu 2 của bên nhà Thanh Dương thì vẫn cực kỳ là kinh khủng, mọi người thấy số lượng rất là lớn luôn. Tuy nhiên là án nghĩa vị trí giữa này đông ra là không được phủ giúp khu vực trên này của đồng minh được. Bên đây thì đã tái thiết lại được hai cái nhà tàu ra khu vực dưới này, nhưng mà thăng ra tàu nó không được đồng đều như lúc trước nữa, và thời gian tái thiết lại cũng sẽ mất được quãng khá là lâu. Mà cái việc tái thiết lại thì cũng phải phục hồi lại cái hệ thống phòng thủ trên biển sau cái tôi lúc nãy bị phá hủy nữa. Và cái việc ra lên xưởng xe cấp 3 và cũng như là nè tỉa ra vài con rớt kéo với con lính kéo sang nhà mình cũng khiến quân địch mất đi một cái lượng tài nguyên khá là lớn ở bên nhà xanh lục này. Ở nhà mình thì nó có một cái công trình, vậy là hơi ồn một chút, nếu mọi người nghe thấy một cái và cái tạp âm thì mong người thông cảm giúp mình nhé. Và tiếp tục với khu vực giao tranh ở đây thì là hai bên này chuyển sang chỉ còn là mình và đồng minh của địch thôi, đồng minh xanh lục thôi, à xanh dương thôi. Khi mà quân bên đây thì đã bị bên xanh dương bị tiêu diệt hết rồi. Số lượng Ali của mình còn một cái cũng cực kỳ là lớn nha, và có thể là cùng với đồng minh mình ốp luôn vào bên đây cũng được. Ở đây thì lại có một vài động thái dùng máy bay để cấu rỉa đi các cái công trình đến từ đồng minh mình. Tuy nhiên ở đây thì đã có 3 cái phòng không rồi, vậy là đồng minh mình cũng không phải lo lắng quá nhiều. Nhưng mà xây phòng không để tập trung vào một vị trí này thì không sự hợp lý lắm, khi mà khu vực dưới này thì sẽ bị hở ra một chút. Tuy nhiên là bút thêm phòng không lên thì vẫn có cái khả năng gây sát thương. Lúc này thì bên nhà này gần như là toang toác rồi, đang cố gắng xây cái xưởng xây dựng vào trong đây để tái thiết lại, nhưng mà như là hết điện hay là gì đó, bị phá hủy cái xưởng xây dựng ở đây, và cái xưởng xây dựng ở đây thì lại chưa xây xong và không thể xây lại được nữa.
Rồi lúc này thì là đồng minh của địch cũng đã Sang Dương đã nổ nhà rồi, thì là nhận thấy không còn khả năng chống cự lại được nữa, thì là 1v2 chắc chắn là không thể lại được trong cái tình thế hiện tại khi mà quân đã không còn nữa và quân bên mình còn rất là nhiều. Và trận đấu kết thúc ở đây nhé, cảm ơn đã xem, chào tạm biệt mọi người.